Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách thi công sơn hiệu ứng bê tông Econano với mã màu ST3-5 làm nền và tạo hiệu ứng với mã màu ST3-1. Bước 1. Tạo nền. Sau khi bề mặt được làm sạch các vết bẩn và sơn lót, bạn sử dụng mút chuyên dụng lấy đồng thời hai màu ST3-5 và ST3-1 sơn hiệu ứng bê tông Econano chấm đều lên bề mặt. Bước 2. Tạo hiệu ứng. Khi lớp 1 đang còn ướt, bạn sử dụng bàn bả, miết theo nhiều hướng tạo vân mà bạn mong muốn. Tiếp theo, bạn có thể điểm lại hiệu ứng, cho sản phẩm được ưng ý hơn. Sau khi bạn đã thỏa mãn với hiệu ứng bạn tạo ra, hãy sơn một lớp phủ clear bóng hay clear không bóng của Econano. Điều này sẽ bảo vệ, cũng như tăng tính bền và chống thấm cho bề mặt. Cảm ơn bạn đã xem và chúc bạn thành công trong dự án của mình.